Này, cái này có quả rồi đúng không ạ? Đấy, to lắm. Đứng xa xa mới quay được. Bệ nó hơi kém, nó bệ chuẩn tí nữa thì ngon. Mà có cái bệ tốt nữa thì đẹp. Đâu ạ? À, trong nhà ấy cũng cũng của mình à? Vâng, chờ. Đấy, cái mè này hay đấy. Mè này là mè ngọt hay mè chua? Mè này là mè ngọt hay mè chua đấy? Có biết không ạ? Mè ngọt hay mè chua đấy? Cái mè này là mè ngọt hay mè chua? Đây được đấy. Đang một cái nguyệt quế này 7 triệu. Đây phải tỉa tỉa ra thì nhìn nó rõ hơn. Ok. Cành vuông điệu nghệ phết đấy. Nhưng mà không nhìn rõ. Đấy. Về dễ tạm bỏ. Cái này 12 triệu. Hiện thế. Cây sam núi này bao nhiêu ạ? Dạ. À, cái mẫu đơn thì cắt vào lá nó không xòa xuống. Mấy cái nguyệt quế đẹp đấy, cây me, đâu cây me trong này là đây. Có to bằng này không? To hơn, nhiều người tiền hơn. À, bao nhiêu? Bao tiền ạ? 8,5 triệu. Cái này làm đôi nhỉ, hai bên? Toàn cây me khủng đó. Cái này để trong tối khó nhìn quá. Trong này tối khó nhìn quá. Mình thích cái cây bên kia hơn. Quay về xem lại để suy nghĩ. Vâng. Có bớt đi đây đúng không ạ? Có bớt chút ít đúng không ạ? Vâng. Vâng. Dành dành. Sung này có quả chưa? Sung này có quả rồi. Sung nếp hay là sung gì đấy? Cây sung này
Là cái sung gì đấy? Sung... có quả này. Sung một có quả là được rồi. Có quả đấy đấy. Vâng. Nàng hoa.